Ồ, xin chào anh em. Đây là Kaza, chú chim to nhất trong game. Anh em đều biết con chim này rồi đúng không anh em? Thế anh em có biết cái này nó là cái gì không anh em? Cái này nó là chiều cuối của Gyuzen anh em ạ. Thế thì hai cái này cộng lại với nhau nó ra cái gì? Ở đây ạ, nó ra cái này các ông ạ. Nó ra chú chim mạnh nhất Mobile Legends luôn. Đây này, đây. Ok. Rồi, một tình huống di chuyển trên đường dưới, thấy một chú chim non nho nhỏ khác lướt lên. Một dọ mõm này. Ui giời, bình thường người ta dọ mõm cún, tôi đi đi dọ mõm chim luôn anh em ạ. Rồi ok, để xem còn mục tiêu nó khác không. Ulti hồi hơi lâu anh em nhở. Ô, có nâng này anh em này. Thế thì ulti 40 giây, hồi luôn trong 1 giây anh em ơi. I am the power of light incarnate. Yo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tomer. Và đây là chế độ Hyper Blade. Chế độ dịch về Việt hóa là Thập Cẩm. Nơi mà một cái vị tướng có thể được trang bị một kỹ năng được chọn, được có thể gọi là tùy anh em chọn ở trong cái bộ kỹ năng được cho sẵn khi mà một trận đấu được bắt đầu. Thì chúng ta đều biết rằng đây là cái vị tướng Kaza. Có được cho mình đó là cái chiêu cuối Phán Quyết Thần Thánh. Và hẳn ra anh em đều biết là Kaza cực kỳ phụ thuộc vào cái tốc biến. Khi mà Kaza có được một cái combo dọ mõm chứ danh, đấy là tốc biến sau đó dùng chiêu cuối Phán Quyết Thần Thánh, tức là chiêu thứ ba, sau đó kéo kẻ địch về bằng chiêu thứ hai bom sấm sét. Nhưng khi mà mợ đã sở hữu cho cái con chim Kaza này cái hào quang sát thủ của Gyuzen, thế anh em biết chuyện gì sẽ xảy ra không anh em? Mợ nghĩ là anh em chắc là biết rồi đúng không? Cái hào quang sát thủ của Gyuzen sẽ có công năng là reset toàn bộ những kỹ năng mà cái vị tướng này có được. Và dĩ nhiên rồi anh em, khi mà cái hào quang sát thủ này nó được gọi là sẵn sàng, thì mỗi lần mỡ dùng hào quang sát thủ, Kaza không những có được cho mình free hai cái tốc biến được chưa anh em, mà cái vị tướng này còn được reset đó là cái chiêu cuối hào quang sát thủ luôn. Ê, nó lại xịn sò con bò anh em ạ. Rồi ok, bây giờ mà mỡ đang chỉ còn chiêu cuối, mà sẽ cần phải chờ đợi một chút xíu để lên được cho mình đó là cái level 4, có được cái hào quang sát thủ. Và khi mà có được cái hào quang sát thủ, nói thật với anh em là team bạn tụi nó không bao giờ tính được cái thời gian hồi chiêu đến từ chiêu cuối luôn. Và bây giờ anh em nhìn này, ôi dồi ôi, combo hào quang sát thủ và dọ mõm thần trưởng đã có anh em ạ. Đây là một tình huống gọi là dọ mõm thần trưởng, dọ mõm nân, ôi dồi ôi, kéo nân về làm nana trên xù. Và đó là cái mạng đầu tiên của mỡ trong trận đấu này. Mỡ hết mana mỡ sẽ cần về regen, nhưng mà đầu tiên là reset cái chiêu cuối đấy anh em ạ. Sời, xịn sao con bò anh em. Rồi và tiếp tục đảo xuống đường dưới đi gành. Ở đây có ui rõ mõm được cả, đó là Kaza team bạn luôn, rõ luôn cả mõm chim, sau đó tốc biến này rõ luôn cả mõm cá. Ui ôi ôi ui nhưng mà ôi ôi, con cá này nó cầm cái tứ diện ảo ảnh của Hayabusa các ông ơi. Thế này tôi bắt con cá kiểu gì? Ôi nó ảo diệu quá các ông ạ. Nó đu trên sóng xong con Kazita lại còn tập làm ninja nữa thì tôi cũng khép đít tôi lại nó luôn anh em ạ. Đúng là một cái kiểu chơi, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những cái sự phối hợp về set đồ đến từ những cái vị tướng ở trong chế độ thập cẩm Hyper Blade này. Và đây một tình huống mỡ nhông ra đường giữa rõ vào mõm của Nana. Ui lao lên hoài đã. Ui ôi, cái lùn má Nana nó còn đi làm hải tặc cơ ông ơi, nó còn đi thả cá cơ ông ạ, vãi cả tè. Bên này thì ui dồi ôi, Kazita lại còn làm sát thủ, nó còn ngụp lặng các thứ kiểu chóng mặt quá các ông ơi. Cái lối chơi ở đây lại dọ mõm cá, kéo cá về vụt cho cá một cái. Nhưng đâu đây là Kaza, đây là chim anh em ạ. Bạn tỏa skill hay quá. Kaza team bạn là cũng gọi là học đòi giống như mỡ đấy anh em ạ, cũng gọi là cầm hào quang sát thủ để mà có thể gọi là chơi được cái lối chơi giống như mỡ. Nhưng có vẻ như là tay anh ta hơi non,
mỡ về các bạn là đánh cũng hơi kinh. Ở đây này anh em này, úi rồi dọ mõm kéo về anh em ạ. Ok, ở đây là nâng tưởng thoát được rồi đúng không ạ? À, cái này là không có chuyện thoát đâu nha. Khi mà cái hào quang sát thủ của mỡ nó hồi chiêu chỉ có 20 mấy giây thôi thì tội gì không dùng skill của anh em. Ui, skill cứ thế ghét con Kazita này thật đấy anh em ạ. Má, nó lại làm Kazita sát thủ, Kazita ninja các ông ơi. Bớ nó khó vờ lờ luôn. Thôi không sao, ở đây hình như là có Nana đúng không? Đấy, mỡ biết ngay anh em. Lúc nãy là mỡ vừa mới thấy nó di chuyển xuống mà núp bụi để mà Long Miêu liên kích mỡ. Rồi bắt đầu mỡ hòm hòm, mỡ nhớ được bộ kỹ năng của team bạn rồi đấy. Nana thì nó làm hải tặc, nó có thả cá của con bên. Kazita thì có tướng diện ảo ảnh của Hayabusa. Kaza thì nó cầm dầu mỡ, nó cầm cái hào quang sát thủ của Gilson. Nhưng ở đây này, mỡ không cần đến, đó là cái kỹ năng hào quang sát thủ. Chỉ cần đi bộ ra lướt lên bom sấm sét một rõ mõm là có được cho mình, đó là cái mạng tiếp theo rồi. Và sẽ đi tìm mục tiêu mới. Ố, ở kia có nân này anh em này. Úi dồi, hào quang sát thủ reset luôn chiêu 3. Ừ, kéo về. Game nó lại là dễ vờ lờ luôn anh em ơi. Mạng thứ 7 rồi. Thì anh em có thể nhìn thấy, mỡ nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại đây là phiên bản mạnh nhất của con Kaza ở trong chế độ thập cẩm, ở trong chế độ Hyper Blend. Khi mà Kaza sức mạnh của cái vị tướng này nó chính là cái phán quyết thần thánh. Và ngay cái hào quang sát thủ nó là một cái kỹ năng có thể nói là mỡ nghĩ là mạnh nhất của Kaza trong cái chế độ chơi này. Nó biến con Kaza, anh em nhìn này, hào quang sát thủ ra nha. Úi xồi ôi, tôi nói thật với anh em, cái hào quang sát thủ này nó phải ngon gấp tỷ lần cái tốc biến luôn. Cái tốc biến rất ngắn, hồi chiêu rất lâu, 120 giây. Nhưng hào quang sát thủ của Gilson hồi chiêu chỉ có tầm chừng là 20 giây. Và sau khi mà tốc biến xong nó còn có một cú lướt nữa anh em ạ. Anh em cực kỳ ngon, cực kỳ xịn xò con bò. Đến từ cái chiêu cuối của Gilson được mỡ lấy. Và sau khi mà anh em lên được mắc cái chiêu cuối hào quang sát thủ thì chiêu cuối của Gilson chỉ còn có mỗi mười mấy giây mà thôi. Anh em cứ tưởng tượng là cứ mười mấy giây mỡ lại rõ mõm được một lần thì team bạn chịu thế điếu nào. Ở thời điểm hiện tại phút thứ 8, mỡ đã có được 10 mạng thì team bạn lại hạ được 14 mạng. Chứng tỏ cả team mỡ chỉ có được cho mình đó là 4 mạng thôi anh em ạ. À 3 mạng thôi. Bản thân mỡ trong lúc thao thao bất tuyệt cũng đã có được cho mình đó là cái mạng thứ 11 ở trong cái trận đấu này rồi. Team bạn thì có lẽ rằng là họ đang cảm giác như là hơi bế tắc trong cái việc gọi là tìm ra một cách để mà khắc chế cái con nân này. Nhưng có vẻ như là team bạn họ chưa làm được cái điều đó. Và giao tranh đang được nổ ra ở đây, cá cùng các thứ, cái kiểu đồ thả ra rất là chóng thị văn mặt mày. Nhưng mà ở đây là mỡ lại lần nữa rõ mõm thành công. Đó là cái vị tướng Batman. Và sẽ là đánh cái con Lord này để hồi lại tí máu anh em nhé. Phút thứ 8, 12 mạng hạ gục. Sức mạnh của con Kaza, anh em thấy không ạ? Bình thường nhá, là cái con Kaza này nó cứ phải chờ cái tốc biến với cả cái phán quyết thần thánh của nó có, nó mới làm được combo đúng anh em. Nhưng mà con Kaza ở trong cái Hyper Blade này á, không cần chờ đợi cái gì anh em cả. Chờ đợi nó là cái câu chuyện của mấy chục năm về trước rồi. Còn bây giờ là một vả em nâng đi bụi anh em ạ. Và đây là có Kaza team bạn này tốc biến bất ngờ chưa, thằng chim kia. Và đây là double kill đến từ vị trí của chim xịn anh em ạ. Nếu như mà anh em có thể nhìn thấy chim của mỡ là chim xịn thì Kaza bên team bạn là chim pha kè anh em ơi. Bây giờ cái ultimate của mỡ nó cứ vài giây nó lại có một lần như thế này. Đây cho anh em xem luôn, tốc biến rõ mõm vào đó là Batman. Lôi Batman về làm Batman cút lộn chiên xù. Nhưng Batman vẫn còn khá cứng, thế thôi mỡ bỏ qua. Không cần nhất thiết phải truy kích vào một cái vị tướng nó đã quá là cứng cáp như vậy rồi anh em ạ. Mà ở thời điểm hiện tại sau khi mà hạ gục được tận xong 14 mạng thì đồ của mỡ đã full. Mỡ sẽ lao vào anh em này, kéo thử thằng Beric kéo ra và vụt này anh em này. Nếu như mà anh em xem kỹ thì anh em sẽ thấy là cái lượng sát thương của con Kaza cũng như là cái cách chơi và cái cách di chuyển của Kaza nó hơi chậm. Chính xác là như vậy rồi. Bởi vì ở trong cái chế độ này nó sẽ không có cái bảng ngọc. Nó không có bảng ngọc anh em ạ, cho nên là anh em sẽ thấy là những cái chỉ số đến từ bảng ngọc của chúng ta gần như là bị thiếu đi khá là nhiều. Một cái động thái mà mỡ nghĩ rằng Muntu đã sửa lại để khiến cho những cái chế độ for fun này nó trở nên được vui vẻ hơn. Và phía bên này là mỡ bớ được vào vị trí của đó là... Ây! Ui dồi ôi! Sao mỡ nhìn ra con nân, tim nó lại lòi ra cả con cá rồi, cả con chim, cả con ban mình là như nào? Và ở đây này, chim trọ này, cá củng này, cá mà bầy đặt làm ninja này, đứng lại này, cá với chúng tôi. Ê, nào hack nào hack nào, cá mà bầy đặt làm ninja này, dọ mõm cái con cá này, làm con cá nướng ngay anh em, đưa con cá lên chảo rồi làm bát gọi là cá sốt chua ngọt, quá ngon. Đến từ vị trí của đó là Kazita. Và trận đấu này về cơ bản là mỡ đang thấy mặc dù đây là một cái chế độ chơi giải trí nhưng có vẻ như là team bạn cũng không hề muốn thua.
Dĩ nhiên rồi anh em, chơi game đâu ai muốn thua. À này, cá này, cá mà đòi làm ninja này. Cái mà choa con cá. Rồi bây giờ con đứa nào thích lượn lờ bay nhảy. À đây đây, ấy ấn không ấn được anh em ơi. Hơi đáng tiếc một cái tình huống mà mỡ không rõ mõm thì cái con chim kia. Con chim kia là nó cũng có cái tốc biến đến từ cái hào quang sát thủ anh em ạ. Và ở đây này, cái con lót này anh em này, để mỡ dính lát hit nhá. Dính lát hit, hay quá. Lát hit được thành công, đó là cái con lót này. Đây là một cái con lót vài anh em ơi, và dao tránh đang được nổ ra. Mỡ sẽ bớ đằng sau anh em nhá. Rồi tốc biến kéo con đân lại rồi ra thương. Nhưng ôi, cái mã bố con đân nó có ấy anh em ơi, nó có cái khiết thân. Ờ không sao, nên vẫn lên bảng rồi anh em ạ. Nhưng bù lại thì team mỡ cũng đã mất đi Utora, team bạn mất đi Banman, mất đi nân. Và ở đây là team bạn con chim non nhỏ nhỏ. Ui, này thì đòi pha ke này. Này thì cũng gọi là chim team bạn đánh cũng kinh đấy anh em. Chim team bạn vừa mới bị chim mỡ chấm dứt xong. Một cái tình huống mà anh em có thể thấy được rằng Kaza với cái hào quang sát thủ này nó thực sự kinh khủng. Đấy là như thế nào? Ở trong cái chế độ Hyper Blend Mode. Và nếu như mà anh em có dịp để mà anh em vào trong cái chế độ này mà anh em pick được Kaza ấy, thì hãy pick ngay. Đó là cái ulti của Gilgen anh em nha. Nó bá thị văn đạo, đừng hỏi anh em ạ. Rồi và ở đây team bạn đang tập trung khá đông. Mỡ rõ mõm được Kaza kéo về. Ơ khỏe nhở, thế thì tốc biến rõ mõm cái lần nữa này. Rõ mõm lần nữa, úi rồi ôi. Hai lần rõ mõm, con Kajita Ninja đã phải lên bảng điểm số. Không kịp múa may quay cuồng gì cả. Ở đây là mỡ thấy team bạn đang muốn ép giao tranh, nhưng team mỡ thì đang áp dụng chiến thuật giao tranh lùi và đang dồn sát thương, và đó là cái vị tấn ban tốc biến lên đấm đến từ đó là Ondus, và mỡ tốc biến lên kéo hạ gục. Ui ôi, bình tĩnh đây rồi. Ui rồi, thằng Ondus team mỡ nó lại cầm cả cái ulti của Estate như thế này thì nó bị hạ kiểu gì. Rồi đang là lùa vào trong phần nhà chính của team bạn, nhưng thanh niên Ondus đang đâm vào hơi sâu, anh ta vui hơi quá cho nên là mỡ buộc phải lùi về cùng với đó là Utora. Kaza ở đây anh ta đang muốn có một cái tình huống nhồng lên, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Và kéo dài đến phút thứ 21, chúng ta có thể thấy được rằng thật ra là đến thời điểm hiện tại anh em cũng đã thấy được cái ngưỡng sức mạnh của Kaza nó yếu đi phần nào rồi. Bởi vì nếu như mà mỡ nghĩ là mỡ sẽ mỡ nghĩ là cho dù thắng hay thua video clip này mỡ cũng sẽ up lên. Ui, con Banman cầm ulti của Kerry à, mãi trưởng rồi đấy anh em ạ. Nếu như anh em nào ấy mà xem lại được đến lúc mà phút thứ 14 ở trong cái trận đấu này này, 13, 11, 12 hoặc 13 ấy, là lúc đấy mỡ đã full đồ rồi. Tức là từ phút thứ 12 đến thời điểm hiện tại là phút thứ 22 ở trong game. Nguyên 10 phút này mỡ không lên được bất kỳ một cái món đồ gì cả. Và anh em nhìn tiền của mỡ kìa, mỡ full đồ rồi. 5.000 năm tiền không để làm gì cả. Và team bạn nó cứ dần dần nó cứ mạnh lên. Không phải nó mạnh lên mà nó có những cái món đồ chống chịu. Cho nên là mỡ đang bắt đầu đánh hơi khó. Những cái tình huống tốc biến kéo của mỡ thì không ăn được mạng nữa. Nhưng vẫn là lực đến từ đó là cái nội tại của con Kaza. Mạng thứ 19 mà mỡ có được ở trong cái trận đấu này. Cái tình thế này nghe chừng là đang hơi khó anh em nhỉ. Nhưng mà về cơ bản Kaza với cái hào quang sát thủ của Gilgen vẫn là những cái tình huống có thể làm hai lần cái việc mở giao tranh. Đấy anh em hiểu không ạ? Tốc biến kéo lôi về được không? Xong lại dùng hào quang sát thủ kéo lôi về. Đấy kiểu như thế. Đây rồi, đây là hào quang sát thủ kéo lôi về anh em này. Lướt đi để tránh sát thương, sau đó quay ngược trở lại và lên bảng là Bele dịch. Tiếp đến là ô, team bạn không có người thủ nhá. Ồ, thế thì end game thôi anh em ạ. Chứ đây là video clip về Kaza với hào quang sát thủ của Gilgen. Anh em thấy bá không anh em? Nếu có đừng quên để lại cho mỡ một like và ký kênh. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo nha. Peace.